Lời Phật dạy điều tuyệt đối không nói. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, vì nó không thể đánh giá đúng bản chất thật bên trong. Chúng ta thường đoán định một cá nhân từ vẻ bề ngoài của họ, bởi vì hễ mắt nhìn thì sẽ sinh ra liên tưởng. Trong tâm tự nhiên sẽ có yêu ghét, hiếm khi không có chút cảm xúc nào. Nhưng bạn đã từng phán đoán một người qua vẻ bề ngoài mà gặp sai lầm chưa? Khi gặp một người nào đó, chúng ta thường có thói quen đánh giá họ qua vẻ bề ngoài, nhưng không biết rằng có những thứ tốt đẹp bên trong mà con mắt lại không nhìn thấy. Nhìn bề ngoài không bao giờ đánh giá đúng được bản chất thật bên trong của một con người. Trên đời này, mọi chuyện không nên vội vàng đánh giá khi chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài, mà phải nên cảm nhận tinh tế bằng trái tim. Chúng ta nên nhìn vào bản chất, như thế mới giúp được bản thân tránh khỏi những hành động đáng tiếc và hối hận. Không phải ai cũng tốt đẹp, nhưng luôn có điều gì đó tốt đẹp trong bất cứ ai. Đừng bao giờ vội vã phán xét người khác, bởi vì vị thánh nào cũng có một quá khứ và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai. Xã hội này đến lạ, người ta thường nhìn nhận một con người qua quần áo họ mặc, đồ dùng họ mang trên người, mà chẳng đoái hoài gì tới cách họ cư xử với những người xung quanh như thế nào. Con người vốn lầm lạc trong những mớ hỗn độn của cuộc sống, để rồi một ngày nào đó nhận ra những sai lầm không thể tránh khỏi. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, bởi lẽ một trái tim bao la có thể được ẩn giấu dưới tấm áo choàng nghèo khó. Ngoại hình có quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn nên thôi đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Có những người bề ngoài không tốt, nhưng họ có năng lực, khả năng và một trái tim chân thành. Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một người, bởi nét đẹp của con người xuất phát ở nội tâm, ở tấm lòng cao cả và sự thánh thiện. Vì vậy, chúng ta hãy thận trọng hơn trong việc nhìn người, đặc biệt cần luôn luôn ghi nhớ. Đừng đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.